sớm mới nhất liên quan đến chiến sự giữa Nga-Ukraine. Nếu như trước đây vài ngày, Tổng thống Zelensky tuyên bố với báo giới rằng mong muốn có thể ngồi đàm phán cùng Tổng thống Nga Putin, đồng thời có thể thương thảo chấp nhận một trong ba điều kiện là đảo Crimea thuộc Nga. Tuy nhiên, trong gần đây bài đăng mới nhất trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Tổng thống Zelensky đã có tuyên bố được cho là lội ngược dòng. Ngoài việc liên án Nga, vị Tổng thống này còn kêu gọi toàn bộ châu Âu hãy góp thêm tiếng nói giúp Ukraine thoát khỏi chiến sự thảm khốc này. Tổng thống Ukraine tuyên bố không nhượng bộ. Cụ thể, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 9 tháng 3 đã nhấn mạnh Nga đã sử dụng tên lửa, máy bay và trực thăng chống lại chúng tôi, chống lại dân thường, chống lại các thành phố, chống lại cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Nghĩa vụ nhân đạo của thế giới là phải đáp trả. Ông Zelensky nhấn mạnh, trong suốt hai tuần qua, người dân Ukraine đã thể hiện rằng họ sẽ không bao giờ nhượng bộ Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra khi chiến dịch quân sự của Nga vẫn đang tiếp diễn. Các quan chức Ukraine và Nga đã gặp nhau tại biên giới belarus ba Lan để đàm phán chấm dứt giao tranh, song chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Đồng thời, sáng ngày 10 tháng 3, ngay trên Facebook cá nhân Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đăng tải bài viết Mọi thứ mà những kẻ xâm lược đang làm với Mariupol đã vượt quá mức tàn bạo rồi. Người châu Âu, người Ukraine, cư dân Mariupol, Hôm nay, chúng ta phải đoàn kết lên án tội ác này của Nga, tội ác phản ánh tất cả những gì xấu xa mà những kẻ như Nga đã mang đến cho đất nước của chúng ta. Đồng thời với quyết tâm bảo vệ dân tộc, vẫn chiếc áo phong giản dị, Tổng thống Ukraine nói Kẻ thù có thể phá hủy các bức tường của ngôi nhà của chúng tôi, trường học của chúng tôi, nhà thờ của chúng tôi, có thể phá hủy các nhà máy của Ukraine, nhưng sẽ không bao giờ chạm tới được tâm hồn, trái tim, khả năng sống tự do và dũng cảm chiến đấu của chúng ta. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các cuộc đàm phán với Nga đã đạt được một số tiến triển. Bà Zakharova cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức tập trung vào các hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Moscow không có ý định chiếm đóng hay lật đổ chính phủ Ukraine. Bà Zakharova nói, mục đích của quân đội Nga không phải chiếm đóng hay lật đổ chính phủ Ukraine, chính dịch này cũng không nhằm vào dân thường. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẵn sàng đối thoại với chính quyền Ukraine, nhưng ông hy vọng các nhà đàm phán Ukraine sẽ có cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn trong các vòng đàm phán tiếp theo. Tổng thống Putin cho biết ông quyết định mở rộng chiến dịch quân sự ra ngoài biên giới của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine nhằm ngăn chặn phương Tây không ngừng cung cấp cho những người theo chủ nghĩa dân tộc và cấp tiến ở Ukraine các nguồn lực như vũ khí, tài chính. Tổng thống Putin cũng cho biết Nga triển khai chiến dịch quân sự để phi quân sự hóa và giải trừ tân phát xít nhằm đảm bảo trạng thái trung lập của Ukraine. Moscow khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Ukraine đã phủ nhận điều này, cho rằng Nga vẫn pháo kích vào các khu dân cư khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập hành lang nhân đạo tại một số thành phố nhằm cho phép dân thường sơ tán. Tuy nhiên, hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Trong tuần này, Moscow cho biết sẽ thiết lập các hành lang sơ tán, nhưng Kiev nói rằng các tuyến đường sơ tán được đề xuất là không thể chấp nhận được vì một số tuyến đường dẫn đến Nga. Bà Zakharova cáo buộc chính quyền Ukraine đã ngăn chặn các nỗ lực sơ tán dân thường. Thông tin về hành lang nhiệt đạo cố tình không được tuyên truyền đến người dân. Những người muốn đến Nga buộc phải di tản theo hướng Tây, bà Zakharova cho biết. Bà Zakharova nói rằng khoảng 2 triệu người Ukraine muốn được sơ tán sang Nga. Cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc ước tính tổng số người tị nạn tại Ukraine lên tới 2,2 triệu. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine tin rằng Nga sẽ dừng các cuộc giao tranh và bước vào bàn đàm phán sau khi lực lượng quân sự nước này vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Tổng thống Ukraine nêu cách duy nhất để chấm dứt chiến sự Tổng thống Ukraine trả lời phỏng vấn hãng tin Vice News ở Kiev rằng Tôi nghĩ ông ấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dừng các hành động quân sự. Tôi nghĩ ông ấy thấy được rằng chúng tôi rất mạnh, ông ấy sẽ làm như vậy, chúng ta cần một chút thời gian. Phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau hai tuần giao tranh dữ dội mà Lầu Năm Góc ước tính có thể gây thiệt hại lớn cho Nga cả về người và tài sản. Quân đội Ukraine khiến giới quan sát quốc tế ngạc nhiên khi cản bước tiến của lực lượng quân sự Nga vốn mạnh hơn và được trang bị tốt hơn nhiều. Các nhà quan sát phương Tây và các nhà phân tích quân sự đã viện dẫn những thiệt hại của quân đội Nga là bằng chứng cho thấy Moscow đã đánh giá thấp khả năng kháng cự của Ukraine, cũng như tin rằng Kiev sẽ sớm được kiểm soát trong một chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh. Tổng thống Zelensky tin rằng sự kháng cự của Ukraine cuối cùng sẽ buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại và chấm dứt xung đột thông qua đàm phán. Trả lời câu hỏi của phóng viên Divide News, ông có thể tin tưởng ông Putin không? Ông Zelensky nói, Tin tưởng ông Putin, ổ không, tôi chỉ tin tưởng gia đình mình. Trước câu hỏi làm thế nào để ngăn chặn cuộc chiến này, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh chỉ có đối thoại. Tổng thống Zelensky cho biết thông điệp của ông với Tổng thống Putin lúc này là hãy ngừng chiến tranh, hãy bắt đầu đối thoại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.